Hello, xin chào cả nhà. Rồi em lên con đầu tiên nha. Em đồng hồ mặt xanh đi. Cho nó xanh nó tươi mới. Em mạng ngọc nè. Test note xanh lá nha. Niềng xoay, size to. Đó. Size to, niềng xoay. Đáy xoáy nấm cổ chai nha cả nhà. Chống nước 200 m nấm cổ chai luôn. Dây đề mi vàng. Dây rất là dài nha. Con này size to cũng rất là hiếm, size 42 nè. Càng thì cỡ 50.5 nha. Đó, cả nấm là 46. Dây rất là dài, hai khóa luôn đó nha. Khóa bấm luôn nha. Rồi dây giống như chưa cắt luôn. Dây 22 luôn nha cả nhà. Con này em bán 1 triệu 050 ngàn bao ship nha. Test Note là một thương hiệu lâu đời của Thụy Sĩ cả nhà, được Nhật mua lại. Dạ, quang sáng luôn nha, mặt xanh lá cực kỳ hiếm luôn đó, dành cho ai mạng mộc nha. Liền xoay rồi em qua con khác nha. Liền xoay, đáy xoáy, nấm cổ chai. Tiếp theo em lên cho cả nhà một con đồng hồ thương hiệu Zeppelin, được sản xuất tại Đức nha, máy là máy Thụy Sĩ đó, có báo thức luôn, chạy cơ chế là 8 kim luôn nha cả nhà. 8 kim luôn, hai kim báo thức nè, ba kim giờ phút giây nè, kim giây nè, với hai kim này nữa. Đó, bấm giờ thể thao nha. Con này em bán cho cả nhà là 2580 bao ship nha. Size của nó là 42. Càng là 49 nha. Đó. Càng 49, tay 16 đeo được luôn. Đây. Đó, có mã vạch cho cả nhà check thông tin luôn, đáy xoáy. Zeppelin nha. Thương made in Germany. Đó. Mã nè. Mặt của nó là cả nhà. Đó, có hai kim này báo thức nha. Hai kim góc 6 giờ. Đó, len keng luôn. Như báo thức em mới dọc ra nè, rút một nấc ra. Rồi mình bấm thôi cả nhà. Mình bấm đè vô lúc này, bấm thì cái kim nhỏ nó sẽ chạy đến cái giờ báo thức thôi. Đó, đây khóa rin luôn nha. Đó, dây xịn luôn, dây xịn luôn. Rồi em qua một con khác xịn sò cho cả nhà nha. Rồi một em đồng hồ test note nè. Đó, con này là len can dây cực dài vỏ đá full vàng luôn nha. Đó, bao ở nhà tìm luôn. Test note kính sapphire, đá là ceramic. Đó. Đây cả nhà, nó báo thức nè. Đó, nó báo thức nha. Hồi nãy em đặt 8 giờ 35 là báo thức nè. Đó, đúng 8 giờ 35 nha cả nhà. Đó. Made in Germany nó có ghi luôn nè. Rồi bây giờ em sẽ chỉ cả nhà báo thức nha. Cả nhà rút cho em ra một nấc thôi. Hoặc nó cha lỡ rút ra hai nấc rồi. Đó, hai cây kim. Ở đây hai kim, ở đây hai kim, dưới đây ba kim, dưới đây một kim, tổng cộng có 8 kim luôn nha cả nhà. 8 kim. Đó. Rút ra một nấc nè. Từ cho hai em cố này không dừng nữa. Đó. Nó kêu nè. Rồi, ví dụ 5 phút nữa kêu nha. Rồi. Nó hẹn giờ cũng rất là dễ nha. Rồi. Tiếp tục em quay cho cả nhà coi con vỏ đá nè. Sổ sách đồ đầy đủ nè. Đó, test note. Nó còn nguyên mắt, hình như là full mắt luôn cả nhà. Nè. 5 đá ở đây, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Đó, kính là kính sapphire nha. À, quên đo size. Rồi, dây là dây 20 nè, khi một nữa anh 21 luôn. Con này nữ đeo được luôn nha cả nhà. Size là 28 chưa nấm nha. Càng cỡ 39. Ở trong mặt nó đính 3 viên đá lịch lọc nha, chạy cơ chế 3 kim lịch lọc. 3 viên đá.
ba viên kim cương hay đá nhân tạo gì đó. Đó. Còn đây là màu đen này là ceramic nha, không bao giờ mà xuống màu hết cả nhà, không bao giờ mà lỗi thời luôn. Đó. Đó, đây khóa bấm nha, em bán con này là 1280 bao ship nha. Đó. Em vẫn còn con màu này em sale cho cả nhà luôn 730 bao ship nha, y chang luôn. Con kia vàng, con này 730 nha. 730 bao ship, test note nè. Kính sapphire dày 18 nha. 730 bao ship nha nha. Rồi, tiếp theo em mới về được một con đồng hồ Mỹ nha cả nhà. Mỹ nha, Invista mới 100% full bóc luôn. Size cực to. Cả nhà biết giá mới của nó nhiêu không? 1.195 đô nha, em bán cho cả nhà là 2.980 bao ship nha. Size của nó là 48 nha cả nhà. 48 càng 60 nha, tay phải trên 18 mới đeo nổi. Rất là nặng luôn, hàng của Mỹ nè. Trời ơi. Rồi cho em xin phép em mở này ra cho cả nhà xem nha, chứ để về tả cũng hơi khó. Đợi xíu nha. Đó. Rất là to bự luôn. Nè. Nó lại kêu nữa nè. Đó, cả nhà cứ về rút một nấc ra. Là rút một nấc ra rồi đè nút này cho em mấy giây. Rồi ấn vô là nó kim nó chạy để báo thức thôi. Đó. Nền rất là sáng. Cái dạ quang rất là sáng, size to mặt hai lòng. Đó, NH35A là máy Seiko 24 chân kính nha. Có tay và có hacking stop luôn. Rất là xịn nha. Máy này xài biết bao giờ mới hư. Bao cả nhà 20 năm luôn. Đó nè, dạ quang rất là sáng nha, size 48. Tay phải to bự ngầu mới đeo nổi nha, tay mà yếu yếu là đeo không nổi đâu cả nhà. Đây thì con đó thì em vẫn còn con này nha, con này thì 2.600.000 nha, mới luôn, cũng là 595 đô. Con kia là 1195 nha. Đó, con này là dòng lặn chống nước 200 m, con kia có 100 mà liền xoay, có hacking stop y chang luôn. Đó. Đó lắc nhẹ là chạy nè. 2.600.000 nha. Rồi, thôi em qua con khác. Hôm nay hàng về cũng nhiều cả nhà mà quay sợ không hết. Đây em mới về được một quyển sách nè. Orobianco. Để cho cả nhà giá cực tốt luôn, có hai sợi dây thay đổi. Sổ sách đồ đầy đủ, nguyên hộp luôn. Có hai khóa luôn cho cả nhà thay đổi nha. Đó, con này bản là bản đặc biệt, bản VIP được sản xuất tại Nhật. Đây cái bao ngoài của nó đây. Đó, Orobianco nha. Ở trong là nguyên cái một quyển sách. Nội cuốn sách này thôi bán mấy trăm mà cả nhà. Thì con này em bán thì cả nhà là 1.680 nha. Size của nó là chạy cơ chế là 6 kim kim trôi nha, 1.680 cả nhà. Size là 44 chưa nấm nha, cả nấm là 52, lịch lọc dần reset nè. Orbienco lạng hoàng, nó chạy máy Seiko cả nhà. Nó đẹp leng keng, dây rin, dây khóa rin, rồi thêm một cái dây khóa Orobianco nữa nè. Dây này cũng Orobianco luôn, ghê thiệt, hai sợi dây luôn. Rồi nguyên hộp nha. Tiếp theo em lên cái nhà một con đồng hồ của Ý nè, Salvatore Mara Italy nha, len ken luôn, còn nguyên sổ sách táp, cái gối rồi. Đây. Đó, Salvatore Mara Italy nha. Nguyên hộp luôn. Đó. Mặt của nó nè,
thay vì lục giác, bát giác, còn cái này nó đa giác luôn nha. Rồi em bắt đầu đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đó, thập giác luôn. Rồi, nó chạy cơ chế là 6 kim như thế nha, quá đẹp luôn, kim cọc được nung xanh nha, dây nè, đó, còn nguyên táp luôn. À, để coi bao nhiêu đô, 41.800 đô, tương đương với 8 triệu mấy, ghê thiệt. Đó, rồi thì con này em bán cho cái nhà là 1480 bao ship nha. Size của nó là 41 chưa nấm nha cả nhà. Càng cũng nhỏ thôi, càng có 47 thôi. Tay 16 đeo được luôn. Cứ mà càng dưới 50 tay 16 đeo thoải mái nha. Đó, dây thì cực dài luôn. Đó, đáy xoáy nè. Nguyên táp nè, sổ sách đầy đủ như mới luôn. Như mới luôn. Nè. Đó, chứ ai tay mà đeo dày dữ. Chưa có dấu hiệu đeo luôn cả nhà. 6 kim bấm giờ thể thao nha, mặt mặt là 1, 2, 3 lòng luôn. Dần nè, reset nè. Cực ngầu luôn. Khóa bấm nha. Nói chung là như mới. Rồi, 1480 bao ship nha. Hình Ý đúng không? Rồi, chuyển qua Mỹ lại nha. Rồi, một em đồng hồ Amichon. Đó, tặng cho cái nhà sợi dây về thay đổi luôn. Dây này là dây khóa bướm nha. Sổ sách đầy đủ Amichon. Amichon. Lật ngược nó lại thành dây. Đó, nguyên hộp Amichon là của Mỹ. Đó. Đây là đồng hồ cơ automatic. Mặt của nó là quá đẹp luôn, giá bao yêu thương luôn, 1850 bao ship nha. Chạy cơ chế là 3 kim cọc số La Mã nha. Đằng sau là đáy xoáy. Đó. 20 chân kính hay sao đó. Có cả cót tay luôn à. 1850 bao ship nha, rất là đẹp luôn. Thương hiệu của Mỹ nha. Size của nó là 41 chưa nấm. Càng là 49 luôn, tay 16 đeo được luôn. Dây cực dài nha, không thích dây sắt thì mình về thay dây da vô giùm em. Quá đẹp luôn. Mấy cái tím tím này là chân kính đó cả nhà. Chân kính đó nha, là gọi là gel á. Cọc số La Mã. Rồi, không thích con đó thì em có con này, cũng giá sale luôn, 1850 bao ship nha. Fossil thương hiệu của Mỹ. Đó, Fossil với Amichon là cùng một công ty luôn cả nhà. Đó, lắc nhẹ là chạy, đều có cót tay hết nha. Con này là size 44, dây hạt gạo, dây nguyên rin của nó luôn, Fossil. Đằng sau là lộ máy nè, 20 chân kính nha. Đằng trước nè, cọc số La Mã. Ở trước và ở sau đều có hai cái kính cả nhà. Đó. Size là 44 chưa nấm nha. Càng là 52. Đó. Dây nè, 19 luôn. Đeo cực kỳ sang. Con này mình đeo, có thể đeo đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được, đi tiệc cũng được. Đó. Tại vì dây sắt nè. Đó, quá đẹp luôn, có cả cót tai luôn nha, 1850 bao ship nha. Rồi, rồi em mới về được một em đồng hồ này, ANW Canivan, là một thương hiệu đang rất là nổi. Con này là mới nha, là 1986 rồi cả nhà, Canivan. Đó, dây thép đúc, khóa bướm nha, 25 chân kính, 25 chân kính nữa nha. Có cót tai,
bấm nhanh qua thứ, bấm nhanh qua tháng đó. Còn ngày nè, có hacking stop luôn nha cả nhà, chỉ có những dòng máy đời mới mới có hacking stop thôi đó. Nè, trăng sao ngày luôn. Khóa bướm, dây thép đúc, đề mi đó, bộ máy quá xịn luôn cả nhà, hàng mới nha. Size của nó là 41 nha, con này em bán 2880 bao ship cả nhà, quá đẹp luôn nè, cọc số La Mã nè. Rồi em qua con khác nha, quá đẹp luôn, 2880 bao ship nha. À cả nhà ơi, con này dạ quang rất là sáng luôn nha cả nhà đó nè. Ui giời, VIP luôn, cọc số rồi kim nữa cả nhà đó, quá đẹp luôn nha. Có cả cốt tai này kia, khóa bướm luôn, nguyên hộp sổ sách đồ đầy đủ đó. Rồi và đây cả nhà, Carnival 1986 là một thương hiệu đồng hồ của công ty Swiss, thành lập năm 1986 tại Thụy Sĩ nha. Đó thì em có con này đây, con này là Carnival 1986 y chang như con hồi nãy, nhưng mà nói về phong thủy, nói về 12 con giáp, và đây là một phiên bản đặc biệt song mã nha cả nhà, song mã nha đó, ngựa trắng và ngựa đen. Ai hợp ai mà mạng tuổi ngựa là hết bài, size 41 nha đó, lộ máy luôn. Con này nó ghi rõ ràng cả nhà nè, chạy máy Citizen 21 chân kính nha. Con này là kính sapphire nguyên khối nha, con kia thì em chưa có test đó, kính sapphire luôn. Có cả cốt tay nha, hàng mới chưa qua sử dụng, khóa bướm nha đó. Con này là 2980 bao ship nha nha, càng cũng vừa luôn, anh em tay 16 đeo được luôn, càng có 49 thôi đó, nguyên hộp mới chưa qua sử dụng nha cả nhà. Rồi em qua con khác nha. Rồi em về cho cả nhà một con đồng hồ Orobi Anco nha, bản VIP cực kỳ hiếm gặp luôn, bản dây thép đúc nha, khóa bướm nha đó, dây cực dài luôn, sản xuất tại Nhật nha. Con này em bán 2380 bao ship nha, made in Japan, chạy bộ máy Citizen 21 chân kính nha đó, cực đẹp luôn, mặt của nó hình như màu bạc đó, lắc nhẹ là chạy rồi, núm vương miệng nha, có cả có tai luôn. Size của nó là 42 nha, 42 càng 52, tay 16 rưỡi là ok, khóa nè cực dài luôn, lên tay cực sang, giá mới rất là cao nha. Orobianco, trời ơi, dây nè, dây đeo chân luôn chứ, khóa bướm nha, thép đúc, dây rất là dài, mặt cực đẹp luôn đó nha. Bắt ánh sáng rất là tốt nha, Orobianco nè, cả nhà cứ search Google thoải mái đó. Dây thép đúc, con này mình không thích mình về thay dây da cũng được luôn đó, bản VIP nha. Rồi vui vẻ em lên cho cả nhà một con đồng hồ nè, phiên bản giới hạn Casio Wayfarer nha, nguyên hộp luôn, cọc số là La Mã nha đó, bản VIP nha, 1.080.000 bao ship. Size của nó là 41 chéo, đo ngang 42, pin năng lượng nha cả nhà. Nó len can luôn, pin năng lượng nha. Xem giờ thế giới, báo thức, bấm giờ thể thao, điểm ngựa thể thao, lịch vạn niên luôn nha. Đó.
rất là đẹp luôn nha cả nhà. Dây là dây rút nha, con này là phiên bản giới hạn nha. Đó, cọc số la mã màu vàng luôn, pin năng lượng. Rồi còn những ví dụ bản thường này đi, em cũng đã bán bình thường thôi nè, cũng y chang vậy luôn mà dây thép đúc nha, 700 bao ship nha. Em có mặt trắng, mặt đen, mặt đen cọc số vàng, mặt trắng thì số học trò, đều có dạ quang, pin năng lượng khỏe, full chức năng luôn, len can luôn nha. 700 bao ship một con nha. Đó, xài mấy con này là không cần phải thay pin luôn cả nhà, xài hoài luôn. Không thì em có hai con này. Đó, cũng là quay chapter multiband 6 nha, 3 kim nha. Con này cũng 3 kim pin năng lượng hết luôn nha. Đó, 600 bao ship. Con này size 40, con này size 39 nha. Đầy đủ chức năng. 600 bao ship nha. Còn anh em nào tay to hơn trên 16 thì đeo dòng này. Casio Wayshaper nè, em có hai con đen một con xanh. Đó, multiband 6 nha, đều len can 3 kim, cũng 700 bao ship luôn cho nó gọn. Đó. Đèn chuông pin năng lượng khỏe, full chức năng luôn. Bấm giờ thể thao, xem giờ thế giới này kia, khóa bấm luôn nha. Đó. Tổng cộng là 3 con, size 43 ngang. Rồi, đặc biệt hơn nữa thì em có con này. Đó, Seiko nha. Seiko nha cả nhà. Chạy cơ chế 3 kim ô điện tử nè. Đó, điện tử. Con này là phiên bản xem giờ thế giới nha, của nhà Seiko. Seiko nè. À, đáy xoáy nha, chống nước 100m nha. Nè, cái khóa thôi cũng đẹp nữa. Đó, khóa ẩn nè. Đó, mở ra nè, dây thép đúc. Con này em bán cả nhà 1180 bao ship nha. Rồi nó có chức năng gì để em đo size trước đã cả nhà. Size đo ngang là 38.5 nha, nhưng mà càng thì hơi dài, càng cỡ năm mấy lần, nhưng mà càng cong ôm tay nha. Tay 16 cũng được luôn, dây hả 19 luôn, quá khỏe. Rồi nó hiển thị cho mình là 3 kim, không có nút để chỉnh kim luôn. Đó, 3 kim đúng không cả nhà, lịch vạn niên, giờ phút giây thứ ngày tháng. Rồi từ nha, em bật chuông lên cho cả nhà xem. Đây, cái này là xem giờ thế giới nè. Đó, bấm giờ thể thao nè. Báo thức nè, on nè, hai báo thức nha. Đó, rồi mình chỉnh ví dụ giờ nè. Đó, nhảy nè, 12 giờ, set nè, chỉnh kim nè. Rồi chỉnh current house nè, nè. Đó, chỉnh kim nè. Đó, không có núm để chỉnh mà mình chỉnh vẫn được luôn nha cả nhà. Rồi Tokyo nè, thôi mình chọn lại thành Bangkok. Bangkok là mỗi giờ của Việt Nam. Đó, mấy cái đó thì em sẽ chỉnh sau, em sẽ chỉnh sẵn cho cả nhà luôn. Rồi, trên tay rất là đẹp, cực hiếm nha, Seiko. Vừa 3 kim vừa điện tử, có báo thức luôn. Rồi nó thấy mình ở trần rồi, bóng loáng. Rồi, lên tiếp cho cả nhà một con độc lạ đến từ Mỹ nha, fossil của Mỹ. Đó, phiên bản nè, cực vip luôn, giống như là dây nịch cả nhà, dây nịch hoặc cái đai đó của Mỹ nha. Mình không thích thì mình về mình thay dây được luôn, gắn cái đầu này vô. Đó, con này là chạy cơ chế 6 kim, bấm giờ thể thao cả nhà. Size nó hình như là 45 chưa núm, dừng
reset nè. Con này em bán 1280 bao ship nha. Đó, có cái núm bảo vệ luôn. Đó. Đằng sau là đáy xoáy nha. Đó, nguyên rin for seal. Đó. Rất là đẹp luôn nhớ nha. Nguyên rin luôn, rồi. Rồi, em mới về thêm một em đồng hồ trăng sao nè cả nhà. Đó, thì hôm qua em vẫn còn một con đồng hồ trăng sao nha. Đây là đồng hồ cơ automatic của Nhật nha, Sonne Haori. Đó, còn con này cũng cũng là cùng công ty nó luôn. Daniel Donat Dolat. Đó. Nguyên hộp sổ sách đầy đủ, em bán đồng giá luôn. Đó, 2.080.000 bao ship nha. Còn thì con này size 44, con này size 43, nó đang là dây thép đúc khóa bướm, dây đang đủ tay 17 và có sẵn sợi dây da cho cả nhà thay luôn, khóa rin luôn. Nó lộ máy trước và có chân sau, chạy cơ chế là 4 kim 2 múi giờ nha. Đây, cơ chế của nó thì như sau. Đó, lên cốt nè, nó có cái xoáy nè, đằng sau nè, đó cũng lộ máy nè, hai bố luôn, hai cốt luôn nè, đó, đó thì rút ra nè, mình chỉnh, ví dụ chạy tới thì chân sau ngày nè, còn chạy lùi thì kim nó cũng chạy nè, đó. Thì cái này là hai múi giờ, ví dụ đây là một múi giờ thứ hai. Hoặc là mình muốn cho nó chạy song song được luôn nha. Đó, cọc số la mã. Rất là đẹp luôn. Dây khóa nguyên rin, len ke luôn nha. 2.080.000 bao ship. Con này cũng vậy luôn nha. Con này thì size 43, con này size 44. Đó nha, con nào cũng đẹp. Đó. Sắp Tết rồi cả nhà ơi, mau sắm đồng hồ. Không là Tết nó lên. Từ đây đến Tết là giá nó lên rồi cả nhà ơi. Đó, rất đẹp nha. Rồi, tiếp tục em lên cho cả nhà một con đồng hồ nè. Đây cả nhà. Đó, Movement in Motion. Đây là đồng hồ Seiko luôn nha. Seiko luôn. Đồng hồ thuộc hãng Seiko luôn nha. Đó, gọi là công ty con đó nha. Size của nó là 41 nha. Càng của nó nè, càng của nó là 48 nha. Đó, cọc số la mã, chạy cơ chế là 4 kim, có kim ngày và đêm là 24 giờ nè. AMPM. Được trang bị bộ máy 24 chân kính nè, lộ tim trước, lộ máy sau. Chạy cơ chế là NH39A luôn nha cả nhà. Đó. Chữ code 41 tiếng. Có cả Hacking Stop luôn. Đó. Thì hồi nãy em đã nói rồi, những bộ máy đời mới có Hacking Stop thôi, mà cũng không quan trọng về điều đó lắm. Ví dụ máy Citizen 21 chân kính thì cũng là rất là bền rồi cả nhà. Dây thép đúc nổi luôn nè. Đó, hai khóa nha. Con này em bán là 2280 bao ship nha cả nhà. Dây 19 luôn, hoặc lên dây da gì đó thì tùy. Dây này dây rin nha, chứ không phải dây lô đâu nha cả nhà. Đó, nhìn nó hở hở gì chứ nó là dây rin nguyên bản. Đó, rất là đẹp nha. Đó, đằng sau lộ máy, đáy xoáy. Đó, 24 chân kính nha, có cả Hacking Stop rồi. 2280 bao ship nha. Đây thì em vẫn còn hai con đồng hồ độc lạ này, cũng là đồng hồ cơ. Đó, mà là của Ý nha, Coru Italy, hình tam giác. Đó, nó mang cái dáng của hằng Hamilton Thụy Sĩ. Hamilton Thụy Sĩ cả nhà. Đó, lắc là chạy, hoặc mình lên cốt tay nha, lên cốt phụ nha. Coru Italy, hãng của Ý. Thì size của nó là 37 ngang, chưa núm nha. Cả núm là 40. Càng của nó là 52 nha, tay 16.5 là ok. Dây thép đúc hoặc mình thích mình lên dây da tùy nha. Đó thì em có hai con, hai mẫu khác nhau.
cọc số vàng đồng, vàng hồng và cọc số bạc. Đó. Dây thép đúc khóa bấm. Rồi 2280 bao ship nha nha. Rồi tiếp theo em lên cho cả nhà một con đồng hồ Bowsmith Citizen nha, pin năng lượng nha. Có một ô cửa lịch. Khóa bấm luôn đáy xoáy, đáy bắt bốn ốc. Con này là made in Japan nha cả nhà. Pin năng lượng nha, ánh sáng nha. Size của nó là 39 nè, chưa núm nha, cả núm là 42. Càng là 43, em bán 850 bao ship nha. Mặt rất độc nha. Đó, 1 2 3 4 5 6. Mặt màu tím len ken luôn. Pin năng lượng khỏe nha. Rồi. Lên tiếp cho cả nhà một con đồng hồ cơ. Đây. Cái gì? Lo bo nha. Nguyên hộp luôn. Đó. Phun bóc luôn cả nhà. Đó. Lo bo nguyên hộp nha. Đâu người ta tìm cái hộp đó. Đây. Đó nguyên hộp của nó luôn. Mới chưa qua sử dụng cái nhà, giá cực yêu luôn, 2180 bao ship nha. Đó, full vàng luôn rồi. Đó. Thì con này là mặt nó hiền, mặt nó màu trắng. Đó, New York Lobo Collection của Nhật nha, hãng của Nhật, còn nguyên tem đáy luôn. Con này chạy máy Citizen 21 chân kính nha, đáy xoáy. Dây nguyên bản, dây rút nha, màu vàng hồng rất là sang luôn. Size của nó là 41 chưa núm nha. Càng là 475. Đó, có cốt tay. Đó, đầy đủ, 2180 bao ship nha. Còn anh em nào mà muốn ngầu hơn thì đeo con này. Cũng là lo bo luôn nhưng mà lộ máy trước, lộ máy sau nha. Đó, sổ sách rồi đầy đủ. Con này cũng len can như chưa sử dụng luôn đó nha, chưa có dấu vết sử dụng luôn. Đó, anh em nào thích ngầu thì mình chơi lộ máy, còn anh em nào thích lịch sự, lịch lãm thì đeo mặt trắng có ô lịch. Đó, thường lộ máy không có nha. Đó, cũng là size 41 luôn. Đó, có cả cốt tay luôn. Đó, 2.080.000 bao ship nha. Đó, thì hôm qua em vẫn còn con đồng hồ của Ý nè, Bvono, đó, hộp gỗ luôn nha cả nhà. Con này là dáng cực kỳ hiếm, dáng tăng. Đó, đồng hồ cơ automatic mà dáng tăng nha. Đó, mới ken luôn, 2280 bao ship nha. Giá nhập vô nó khác nhau nên phải chịu rồi. Đó, lắc nhẹ là chạy, có cả cốt tay luôn, còn nguyên táp luôn, dây rin, khóa rin. Đó, dán tăng, dán này cũng đầm mà có nha, size tầm 38 chưa núm nha, càng 50, tay 16 đeo được luôn. Đó, quá xịn luôn nha. Nguyên hộp sổ sách đồ đầy đủ luôn, hộp trong hộp ngoài đủ luôn nha. Rồi. À, em vẫn còn ba con Michael Co của Mỹ, mới 100% nha, chạy cơ chế 6 kim lịch lọc niền khía Rolex, dây hạt gạo nè, khóa bấm đáy xoáy, chống nước 100m, hàng mới 100% nha. Size của nó là 38, dành cho anh em nào tay 14 đến 18, 19 gì đó, thoải mái luôn. Đó, mấy màu này rất là sang nha. Nó được mạ BVD, cái kiểu mạ tân tiến nhất bây giờ đó nha, rất là bền màu luôn nè, màu vàng hồng và màu vàng tươi, con nào cũng đẹp đó nha. Thép đúc nha chứ không phải. Đó, chạy cơ chế 6 kim bấm giờ thể thao, dừng reset. Và đặc biệt con này á, cái kim dài là kim nó chạy 24/24 luôn. Đó, lịch
lộc nha, niền khía. Rồi em có tổng cộng 3 con luôn cả nhà. Đó thì em vẫn còn một con đồng hồ này nè cả nhà, Takeuchi nguyên hộp luôn, đó, như mới luôn, dạ quang sáng như đèn luôn. Đó nhìn vậy thôi đã sáng rồi nè, đó cực sáng luôn, niền xoay nguyên hộp nha, đó niền xoay rất là mượt luôn, đó, rất là sáng nha, trời ơi. Đó, dây nguyên riêng, dây 20 luôn, Takeuchi sản xuất tại Nhật, Made in Japan, em bán 1280 bao ship nha, bao cả nhà tìm luôn, dây 19. Đây con này là bao ngầu luôn đó nha. Rồi cũng còn nhiều lắm, nhưng mà chỉ mong được cả nhà ủng hộ thôi. Em cũng có chơi TikTok thôi nha cả nhà. Đây em cũng có chơi cái TikTok luôn nha, có gì cả nhà vô follow hoặc là theo dõi nha. Em có quay rất là nhiều đồng hồ đó. Rồi thôi chắc sơ sơ hôm nay em lên như đây thôi, có gì mai em sẽ lên tiếp nữa nha, hàng còn rất là nhiều với nhà ơi, hàng còn bao la luôn đó, được kiểm tra kỹ càng trước khi gửi. Như con này đi cực kỳ hiếm nè, Casio Databank, chạy cơ chế là 3 kim điện tử nổi nha, hàng cổ nha, sản xuất tại Hàn Quốc, full chức năng luôn, chạy cơ chế 3 kim điện tử nổi với bề mặt kính, đèn nền xanh lá, có bản đồ thế giới nha, danh bạ 30, xem giờ thế giới nè, đó mình bấm múi giờ nào nó nhảy giờ đó. Đó, đầy đủ chức năng luôn, 8.8 bao ship nha, bao độc lạ luôn. Đó thì em còn vài con Zippo lưng này nữa thôi, em hết luôn cả nha. Đó bán cũng lai rai nha. Zippo mới 100%, 450 bao ship nha, mua để chân hoặc để xài cũng rất là ok. Đó, chưa chăm xăng gì hết, chạm khắc rất là tinh xảo nha, 6 mặt luôn, hàng mới 100% nha, 450 bao ship nha, nguyên hộp. Đó đọc lại thì em vẫn còn con này nha cả nhà. Anh em nào chơi muốn pin có pin, muốn cơ có cơ, size to hầm hố size 45 nha, niền băm đó, fossil của Mỹ nha. Đó bên đây chạy cơ thì lúc mà mình chuyển động nó sẽ chuyển hóa thành code, tay nó sẽ chuyển động phần dây thì nó trôi nè đó, còn phần pin thì nó chạy liên tục cho mình rồi đó, đằng xa dây thép đúc nha, đó lắc nhẹ là chạy rồi đó. Em bán con này là 1580 bao ship nha. Rồi đọc lạ hơn thì em có một con này hai nấm như mới luôn, test nó Swiss ở đây là Thụy Sĩ nha cả nhà. Đó nhìn nó niền khía nè, nấm nè, đó nấm, hai nấm cổ chai niền xoay trong, đọc lạ. Đó xoay vô chống nước hình như 200m nha, dây cực dài, thép đúc hai khóa, đáy xoáy size 41, đó như mới luôn, 1480 bao ship nha. Rồi, đồng hồ thông minh em cũng còn rất là nhiều đó nha. Đó A78 nha, A83, hai con này là siêu châu bò luôn, quân đội, nghe gọi nghe nhạc, có đo huyết áp, con A83 này full tiếng Việt nha. Đó. Đổi mặt đồng hồ được luôn. Đó.
Đó, đầy đủ chức năng luôn. 830 bao ship, con A78 là 780 bao ship nha. Rồi. Rồi, thôi hôm nay em lên như đây thôi. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, em xin hết nha.